Chào mừng các quý anh chị đã quay trở lại với channel Bất Động Sản Đông Anh Sóc Sơn. Hôm nay em có thông tin lô đất chỉ 400 triệu, diện tích 3 sào tại địa chỉ thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là đường vào đất. Từ đường Bắc Sơn di chuyển vào đây chỉ khoảng 800 mét. Đường này được thông sang thôn Phúc Xuân. Đường vào đất rộng 4 mét. Lô đất này thì với diện tích là 3 sào, tương đương với khoảng hơn 1.000 mét. Với tầm tài chính chỉ là 400 triệu, các anh chị đã có thể sở hữu được bất động sản này. Đây chính là thông tin lô đất em gửi tới các quý anh chị. Lô đất này là tính vị trí từ bờ tường hàng xóm xuôi về phía bên dưới này. Từ hàng gạch tới vị trí chỗ cây mít này hất sang. Ở đây thì có một căn nhà cấp 4. Căn nhà này thì chắc cũng không để ở, nhưng các anh chị có thể tận dụng để làm nhà kho, để đồ. Bất động sản này thì có nguồn gốc từ cha ông để lại và sử dụng ổn định từ năm 1880 và sử dụng ổn định từ năm 1986. Hiện tại thì lô đất này chưa có sổ. Ở trên bản đồ địa chính của xã thì đã có thông tin của chủ sở hữu. Chỉ với vài trăm triệu, các anh chị nhà đầu tư có kinh nghiệm về pháp lý quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn cung cấp các dịch vụ về pháp lý bất động sản, dịch vụ đo đạc đất đai, chia tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu, hỗ trợ tài chính. Các anh chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc bình luận ở bên dưới phần mô tả. Video ngày hôm nay của em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.